Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 15 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy, dưới tác động của thương quan, người tuổi Tý vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn thậm chí bản mệnh có thể cảm thấy chán nản muốn từ bỏ công việc mình đang làm muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình trạng hiện tại tuy nhiên trước khi đưa ra những quyết định trọng đại bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời và chớ nên đứng núi này trông núi nọ ngoài ra bạn cũng đừng để những kẻ xấu có ý đồ hãm hại mình có cơ hội đắc ý trong ngày thủy vượng như hôm nay bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và dân văn phòng bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày đi xa có tài lộc hoặc nhận được tin tức về tiền bạc việc làm công danh ở xa trong nhà có người thân đi xa có tin tức tốt về chuyện tình cảm giao thiệp giao dịch kết bạn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy hết sức tránh sự tranh luận tranh cãi đôi co vô ích đề phòng tiểu nhân làm gì cũng nên cẩn trọng gặp trở ngại Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quả cắp, đám tiệc. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi mậu tý, thuộc mệnh hỏa, ngày tuổi của buồn mạng, nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ. Có hỷ sự. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, ngày tuổi của buồn mạng, nên cẩn trọng đề phòng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, có sự gặp gỡ, hoặc nhận tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo của người thân, bè bạn. Có tin vui sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi tuy nhiên trong sự gặp gỡ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính cần phải có sự khéo léo để giải quyết tránh sự bất hòa hoặc nghe được tin buồn của thân nhân bè bạn nếu là công việc thì không nên để mình bị áp lực tử vi tuổi sửu vận trình thứ năm này thầy tử vi chỉ ra rằng công việc của người tuổi sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có tam hội phù trợ bạn có thể tìm ra phương án giải quyết vấn đề hợp lý dù vấn đề ấy có khó khăn đi chăng nữa mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng bạn tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ vì vậy hãy giữ quan hệ với người đó nhé Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi có vẻ như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên không có thời gian quan tâm đến người ấy. Bạn nên hiểu rằng tình cảm quý giá hơn tiền bạc nhiều. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, quà tặng. Có hỷ sự, bạn mới. Đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điểm tốt cho mình. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa Nên thay đổi phương hướng công việc làm ăn. Nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh, tình cảm của con cái. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận hoặc chỉ có tin tức tốt về tiền bạc, việc làm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Không nên hấp tấp, vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm, tài lộc tốt. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc. Chuyện tiền bạc là việc rất hệ trọng, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi tiến hành. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, trang trí đồ đạc, vật dụng. Sự chờ đợi bè bạn, thân nhân, hoặc tin tức còn chậm vì có trở ngại ở xa. Nếu là công việc thì có nhiều đổi thay khiến cho những dự tính của mình không phù hợp, phải bỏ dở, phá ngang. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Tử vi tuổi dần Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dần làm việc tự do có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Nếu đã chăm chỉ làm việc trong thời gian vừa qua, bạn chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo nếu không muốn rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người. Thủy sinh mộc, con giáp này cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc hoặc là trách nhiệm của riêng ai. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Có người đề nghị công việc nên chấp thuận và bàn thảo chi tiết. Mọi việc nên cẩn trọng từ tốn, không nên hấp tấp quyết định. Về tài lộc đang lúc gặp sự hanh thông có lợi cho mình. Tình cảm tốt, gia đạo an vui, có tin tức ở xa hoặc có khách ở xa đến có lộc ăn hoặc gặp sự vui vẻ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò đình đám tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng có sự trục chặt và hao tốn có tài lộc tình cảm tốt tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ra ngoài nên tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Đi xa bất lợi, dễ gặp rủi ro về tai nạn xe cộ hoặc bị hư hỏng máy móc. Sức khỏe không tốt, trong nhà có chuyện buồn hoặc người thân đau ốm, hoặc xúc vật có tật bệnh. Mọi việc nên có sự cẩn trọng, chậm rãi. Không nên hấp tấp vội vàng hoặc tin vào lời nói người khác một cách quá đáng sẽ có hại. Dè dặt chuyện tình cảm, kết bạn. Tài lộc kém. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc mọi việc giao thiệp gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý hoặc chỉ là chuyện vui chơi không có lợi nên di chuyển ra đi để gặp người mình mong đừng e ngại sự va chạm có tài lộc nhưng nếu là người nữ thì phải chậm rãi chờ đợi tin tức mới trong công danh tài lộc tình cảm trước khó sau dễ cẩn trọng về sức khỏe tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa, rắc rối, dính líu đến nhiều người, nhiều việc. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu, sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn. Ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế. Nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi, chờ đợi vào một ngày khác. Tử vi tuổi mão Ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy, do phạm vào cục diện tương hình, người tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác. Vì quá tự tin và kiêu ngạo nên bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Điều này khiến bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Bởi cho dù bạn có thiện ý đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ phải nhận phản ứng trái chiều nếu không để ý cách truyền đạt. Thủy sinh mộc may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm và đôi bên có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Mọi mong cầu về tình cảm không nên có tính cách lâu dài. Tài lộc tuy có nhưng dễ hao tán, hoặc chỉ được mời ăn uống, dự đám tiệc có quà tặng nhỏ. Đến nơi nào không nên ở lâu gặp sự phiền toái, không có lợi tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có tin tức tốt về tài lộc công danh hoặc nhà có hỷ sự về cưới gà sinh nở thi cử có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở việc làm lợi cho việc kết bạn thêm người mới du lịch không nên e ngại sự hao tốn nếu khởi đầu cho công việc làm quen tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên đừng bỏ ngang công việc hoặc tình cảm sẽ không tìm lại được có quý nhân giúp đỡ tận tình gia đạo có hỷ sự tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có tiệc vui, gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Sự việc như thế nào thì đón nhận như thế ấy. Không nên tự mình nêu ra những ý tưởng mới mà hãy hành động như những việc xưa cũ đã làm thì có kết quả. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui nhỏ, điều tốt sẽ tự nhiên đến, hoặc có tin tốt ở xa, hoặc có người đem lại điểm tốt cho mình. Ngày của sự đáo hạn, định kỳ giải trừ những gánh nặng âu lo. Tài lộc tốt, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin có lộc hoặc có tin vui về tâm tình di chuyển nhiều tin tức tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc nhà có đám tiệc ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm tài lộc dễ hao nếu có của hoạnh tài phần lớn là được ăn uống quà tặng tử vi tuổi thìn thứ năm này thầy tử vi chỉ ra rằng nhờ có tam hợp nâng đỡ người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào tuy nhiên điều bản mệnh cần làm là duy trì được hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì thì bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng bởi sự kiên trì sẽ đưa bạn tới thành công còn nếu luôn bỏ giờ giữa chừng bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo thậm chí còn tạo ấn tượng xấu cho người khác thổ khắc thủy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình mỗi khi có vấn đề xảy ra bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn gia tán vào của người ngoài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa ngày tốt trung bình nếu có mong cầu tiền bạc thì vẫn còn chậm hoặc chỉ có tin chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận nếu có tài lộc đến thì cũng là tiền trung gian nhờ mình chuyển dùm hoặc là tiền có sự phân chia tạm ứng hãy mạnh dạn nói lên ý định của mình khi thảo luận, góp ý kiến. Nếu tiến hành giải quyết công việc thì không nên câu nệ những tiểu tiết. Chuyện tình cảm chưa có thể tỏ bày một cách trọn vẹn, chưa phải là lúc thuận tiện. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Nên tìm cách đi xa hoặc sắp xếp thu vén công việc, hoặc thay đổi phương hướng làm ăn, ngành nghề, nhưng vẫn chỉ là dự tính không nên hành động. Cần tham khảo ý kiến của người quý nhân, bè bạn hoặc qua báo chí, sách vở trong sự giao thiệp, gặp gỡ, tranh luận nên có sự hòa hoãn, tránh tranh cãi. Tài lộc tốt nhưng cũng phải đề phòng tình huống có sự đảo lộn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc dù có sự chắc trở đôi chút. Không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến. Tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước. Không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi, thi phi. Việc mong cầu về tài lộc có sự chắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ, che chở hoặc chờ một cơ hội khác. Chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật, y tế. Có tin tức ở xa, ngày không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, không có lợi. Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình. Ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt, việc làm không có kết quả tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý, phật lòng hoặc gặp rủi ro, tai nạn, tin xấu. Nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe, cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng, thất bại. Tuy nhiên cũng có tin xa, có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm, ân nghĩa hoặc được mời ăn uống. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan giáng họa, người tuổi tỵ có thể sẽ phải đụng độ kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Một khi đã bắt tay vào công việc, bạn phải hết sức cố gắng để khẳng định giá trị bản thân mình, nếu không dễ bị người ngoài cuộc chèn ép gây ấm ức. Bạn vốn là người năng động và nhanh nhẹn nhưng cũng dễ kích động. Đừng để sự nóng nảy chi phối đầu óc mình và vô tình gây ra những hành động không phải phép. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải hết sức bình tĩnh. Thủy khắc Hỏa khuyên bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Mọi mong cầu về tình cảm không nên có tính cách lâu dài. Tài lộc tuy có nhưng dễ hao tán, hoặc chỉ được mời ăn uống, dự đám tiệc có quà tặng nhỏ. Đến nơi nào không nên ở lâu gặp sự phiền toái, không có lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gà, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Không nên e ngại sự hao tốn nếu khởi đầu cho công việc, làm quen. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang công việc hoặc tình cảm, sẽ không tìm lại được. Có quý nhân giúp đỡ tận tình. Gia đạo có hỷ sự tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có tiệc vui, gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy nên thay đổi hoàn cảnh, phương hướng công ăn việc làm cũng như tình cảm. Nhưng cần phải lên kế hoạch để bàn thảo. Không nên quyết định sớm, hấp tấp. Sức khỏe không tốt hoặc có nhiều lo âu trong việc đối xử với mọi người. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi ngọ Ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy, cục diện tí ngọ tương xung tác động đến người tuổi ngọ, khiến bạn trở nên rất nóng nảy bạn khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh trong các mối quan hệ xã giao bản mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm đến mình tuy vậy dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng vì vậy tốt nhất là chú ý giữ khoảng cách cần thiết tránh gây tổn thương cho bản thân xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực phá là ngày phù hợp để khám chữa bệnh hoặc phá rỡ nhà cửa vì vậy nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc trên thì bạn có thể cân nhắc để thực hiện ngay sẽ gặp nhiều thuận lợi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng dễ hao tài cho việc xe cộ máy móc bị hư hao đề phòng tai nạn xe cộ nên cẩn trọng về lời nói khi giao dịch giao thiệp quan hệ tình cảm dễ gặp thị phi khẩu thiệt mong cầu về hôn nhân không tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên hấp tấp vội vàng trong sự quyết định mọi công việc có liên quan đến công danh tình cảm không nên di chuyển đi xa cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt có tin tức xấu về sức khỏe buồn mạng tình cảm công danh của người thân tránh sự thị phi tranh cãi đề phòng tiểu nhân nói xấu tung tin xấu tài lộc kém hoặc bỏ nhiều công lao mà không có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng Mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến, cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt. Giao dịch, giao thiệp gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày xung của buồn mạng, tránh chuyện thị phi tranh cãi, nên hòa hoãn, nhường nhịn. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối, cản trở, gặp khó khăn, chỉ hao tốn công sức tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên chi dụng vào những việc cần thiết tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra tốt xấu xoay chuyển liên tục nên bình tĩnh để giải quyết nên cẩn trọng dễ có sự hư hại trắc trở nhưng vẫn có kết quả có người bất đồng ý kiến với mình có sự gặp gỡ người thân bè bạn hoặc có tin tức hao tốn về giao thiệp giải trí tử vi tuổi mùi xem tử vi hàng ngày cho thấy cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi mùi đặc biệt là trong công việc những suy nghĩ hành động bốc đồng có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập điều bạn cần chú ý là đề phòng có người dở trò sau lưng mình những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp để giải quyết tình trạng này cả hai người đều cần phải lùi một bước nhường nhịn nửa kia một chút chứ không nên khăng khăng với ý kiến cá nhân nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay bản mệnh nên đi về phía đông bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng đông nam để gặp tài thần đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tài lộc khó kiếm không nên kéo dài công việc đem đến bất lợi sự cầu mong về quý nhân giúp đỡ không được như ý do có sự từ chối khéo hoặc chỉ gặp trên điện thoại. Tránh sự thị phi, tranh cãi, có tin tức không tốt về sức khỏe, công danh, tài lộc của phái nữ trong thân tộc bè bạn. Tử Vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân, bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi. Có tiền bạc, đối với phái nữ sức khỏe, tình cảm không tốt, nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh tình cảm trong lòng có nhiều bất an sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất chắc tài lộc vào nhanh ra nhanh chờ đợi tin xa không có kết quả lỡ hẹn bội ước tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình Nhà có sự hội ngộ, họp mặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Có hỷ sự, tin vui, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt, ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn có tin xa tử vi tuổi thân cục diện kim sinh thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi thân và gia đình vô cùng hòa hợp bạn luôn dành thời gian để thấu hiểu những suy nghĩ cảm nhận của nửa kia nhờ thế mà đôi bên có thể thấu hiểu nhau dù chưa có ai cất lời cho dù đã kết hôn hay chưa nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên bản mệnh có thể nhân thời điểm hiện tại để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy đôi bên càng thêm phần gắn bó. Tuy nhiên, tỷ kiên mang lại những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của người tuổi thân. Bạn có thể vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của bạn bè, đồng nghiệp. Hãy giữ quan điểm vững vàng, đừng dễ xuôi theo lời nói ngả nói nghiêng của người khác. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Không nên tranh cãi, tranh luận sẽ gặp chuyện phiền lòng, trách oán. Cầu hôn sự không tốt. Ngày tuy có tài lộc nhưng dễ hao tán cho đồ đạc vật dụng, xe cộ, máy móc nhà cửa. Tử Vi tuổi Bính thân, thuộc mệnh Hỏa. Chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu, chữa bệnh, dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối. Dễ hao tài nhưng có lộc ăn, trong chuyện tình cảm, giao thiệp nên có sự dè dặt về lời nói, tránh sự ngộ nhận, tranh cãi. Tử Vi tuổi Mậu thân, thuộc mệnh Thổ ngày nên đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn định kỳ tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn không nên hấp tấp nên có sự tham khảo ý kiến của người khác có nhiều áp lực hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Nên thử thời vận. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin tức ở xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi dậu Xem tử vi cho thấy, người tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ, khiến bạn trở tay không kịp. Bản mệnh cũng cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi rất có thể quanh bạn đang có kẻ ném đá giấu tay. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội, nóng nảy, tuyệt vọng. Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người, và đây cũng là thời điểm để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở. Không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo. Sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân, dù có gặp trắc trở chút ít nhưng đây là cơ hội tốt cho mình, nên tiến hành. Người nữ có tài lộc. Người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Gặp lại người xưa, trốn cũ. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, sắp xếp, vén khéo những công việc cũ, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc. Có sự thay đổi bất ngờ ngoài dự tính về di chuyển, đi xa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn và cũng không nên tranh giành tính toán. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử Vi tuổi Tuất. Cục diện thổ khắc thủy, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ. Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. May mắn, thiên ấn cho thấy bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Bản mệnh có thể khẳng định được giá trị của bản thân, từ đó đặt những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa cẩn trọng khi đi đường dễ gặp rắc rối hoặc tai nạn về xe cộ máy móc gặp trở ngại về đường xá không tốt sức khỏe không tốt có tin tức xấu của người thân về tình cảm tài lộc bổn mạng tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tuy là ngày tốt nhưng cũng không nên tiến hành làm những việc lớn có tài lộc nhưng dễ hao tán trong việc chi dụng nợ đáo hạn tu bổ nhà cửa xe cộ máy móc thân nhân đau yếu hoặc có tang cẩn trọng khi sử dụng xe cộ đi đường nuôi súc vật không nên nhận xe máy móc nhưng nếu làm nghề rửa xe sửa xe máy móc thì tốt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên di chuyển đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tiền bạc khó kiếm tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên cẩn thận trong mọi hành động chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt ngày có nhiều sự thay đổi biến động công việc tin tức đến dồn dập không nên sợ những áp lực từ bên ngoài cần phải nhẫn nại ngày thuận lợi cho việc thay đổi sửa chữa tu bổ đi xa tử vi tuổi nhâm tất thuộc mệnh thủy ngày không tốt nếu không phải là những việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi sự giao thiệp gặp gỡ trong ngày chỉ nhận được những tin buồn hoặc mình gặp rủi ro buồn phiền đau yếu ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, dễ bị vướng mắc lôi thôi. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin. Tử vi tuổi hợi Ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy, trong ngày có tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, vì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn nên bạn cũng nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp bạn đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn tập thể dục thể thao là cách rất tốt để bảo vệ sức khỏe tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có tin tức về tình cảm sức khỏe công danh tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ pháp luật hoặc do người cộng sự cấp trên gặp rủi ro gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận tiền bạc của mình tài lộc vào ra thất thường tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn quay trở về chốn cũ, bạn cũ thì có lợi. Có tài lộc nhưng phải bị hao tốn hoặc phải bỏ nhiều công sức, phải bôn ba xoay sở. Có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc lo cho người thân về sức khỏe, công danh, nơi ăn trốn ở. Có tiệc tùng nhỏ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, gặp trắc trở, không nên tranh giành, nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc. Cần tránh người muốn đem tình cảm kết bạn với mình. Nói chung công việc trước khó sau dễ tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt, tuy nhiên, có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi, khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui về tình cảm tin xấu về sức khỏe làm ăn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại